Chào mừng các bạn, chúng ta quay trở lại với giải đấu Ao Làng. Ngày xưa diễn ra vào tối thứ 3 và tối thứ 7 hàng tuần với 10 đô tại giải thưởng như mọi khi. À không, chính xác hơn, ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn ra một người được top 1 giải đấu Ao Làng và có quyền được lựa chọn giải thưởng với một combo Missy Food hoặc là sẽ cầm 50 đô tiền tươi thóc thật về cho gia đình ăn mừng. Gia đình của các bạn đang là DJ Chip, một trong những cựu thành viên của Refund Gaming. À không, chính xác hơn, bây giờ vẫn là của Refund Gaming, nhưng mà Refund Gaming bây giờ không bán giải PUBG nữa rồi. Có thể trong tháng tới bên Nimo sẽ tổ chức một vài giải PUBG với thể thức solo đua cùng với Quad 4. Lúc đấy có lẽ là các bạn sẽ được nhìn lại những hình ảnh hoài niệm của Refund Gaming trong đội hình Refund Alpha cùng với Refund Omega, cùng với rất nhiều team máu mặt trên thị trường PUBG ở thời điểm hiện tại. Trận đấu chúng ta đã bắt đầu rồi. Chúng ta cùng xem đường bay ngày hôm nay nào. Một đường bay từ góc 10 giờ tối bay đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Hôm nay giải đấu Ao Làng chúng ta chỉ có 80 người mà thôi. Và một người bị đít mạng rồi, đèn vãi lìn. Đéo hiểu sao mà Ao Làng chúng ta chắc là phải nửa năm nay mới quay lại. Bon chen mãi vào được giải đấu Ao Làng thì đéo được bắn. Ừ, nhọ vãi lìn ra. Lý do mà giải Ao Làng chúng ta hôm nay chỉ có 80 người thì có lẽ sắp tới tất cả những giải đấu chúng ta đều thu về chỉ còn 80 người mà thôi. Khi mà server ở PUBG bây giờ update thì nó khá là lag rồi, chứ nó không còn được thoải mái như ngày xưa nữa. Hôm nay thì sau khi giải Ao Làng của chúng ta lâu lắm mới khởi động lại, cũng còn rất nhiều cái tên quen thuộc trong danh sách khách mời như Dion, vẫn còn Tài Con, người đang giữ nhiều top 1 nhất trong giải Ao Làng, và đến thời điểm bây giờ tôi vẫn không thể nhớ được là bao nhiêu cái top 1 nữa. Vẫn có Rambo, vẫn có Nhím, hôm nay có cả bình luận viên Lê Khôi và còn rất nhiều những khách mời quen thuộc khác. Chúng ta hãy cùng trở lại với diễn biến trận đấu ngày hôm nay để xem các player đã nhảy đâu nào. Aleo, đây không biết phải Aleo thật hay không, nhưng Aleo đã có mình chiếc xe rồi. Một phương án nhảy khá thông minh trong những giải đấu chuyên nghiệp, hay là nhất là những giải đấu solo như thế này. Chắc chắn với cả các bạn luôn là cái lượng xe không đủ cho 80 người rồi, nên là cái phương án mà nhảy xuống trước và lấy cho mình một chiếc xe thật nhanh là phương án tuyệt vời. Và Leo đã lựa chọn cho mình, bây giờ chỉ có đi lút đồ mà thôi. 70 có lẽ là sẽ vắng bóng người chơi, và Leo đang hướng thẳng chiếc xe UAT của mình đến vị trí đó. Ở trên đầu đang là vị trí Waza. Khác với các player khác chọn cho mình những khu vực nhiều đồ thì Waza lại chọn cho mình một cái nhà vệ sinh. À không rồi, anh cũng nhìn thấy một chiếc xe UAT rồi. Trên đầu đang là player nào đó tôi chưa kịp nhìn. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, không sao cả. 2907 đang tỏ ra là một trong những player rất khéo trong việc lách xe đây rồi. Chắc chắn là anh sẽ chui vào trong hòn đá. À không, Aleo. Waza cũng đã có mình chiếc ô tô rồi. Bây giờ rất khó ở vị trí của 2907. Xong rồi, mạng thuộc về Aleo, và cũng là người đầu tiên nằm xuống trận đấu này luôn. Madrid vừa có mình mạng của 5KLD với khẩu DP28 ở một khu vực nào đó trên bản đồ. Rambo với cái tên khá là mới, Catholic Rambo, bây giờ thì chiếm mình được khu vực 70. Đằng sau đang là vị trí của Tuitmi. Có lẽ là hai người sẽ chia nhau khu vực 70 này. Một hành động phải nói là vô cùng fair play của Rambo. Khác với Aleo trong tình huống vừa rồi, Rambo lại đón một người chơi quay lại khu vực 70 và lút đồ một cách xanh chín. Nhưng mà câu trả lời là Rambo có thể ra được khu vực này không hay là chết dưới tay của Tuitmi thì là câu chuyện mà chúng ta sẽ được trả lời sau mấy phút nữa. Waza cũng đã tiếp cận được khu 70 rồi. Có lẽ những phút đầu không có gì phải vội vàng cả. Chúng ta hãy cùng chuyển qua những bản nhạc nó vui vẻ và nhẹ nhàng, chậm rãi hơn một chút. Ở khu vực bên dưới chân đồi Stapo, Lãng Tử nhà quê cũng đã có mình khẩu Berry, và đằng sau đang làm khẩu VSS rồi. Có tiếng xe nào đó. Vị trí của Trung, Trung đã liếm được cho mình khẩu shotgun. Lãng Tử nhà quê có lẽ là người đang có lợi thế hơn về trang bị. Một khẩu mini 18 được thay thế cho khẩu VSS rồi. Mũ 1 và giáp 2. Lượng trang bị là khá ổn. Và nhắc lại với các bạn, trong giải đấu Ao Làng chúng ta nét vẫn luôn được tắt các bạn nhá. HME khóc nhè vừa có mình mạng của Đức Hà Itmi. Tôi không hiểu được là cái chen đặt tên trong đằng sau có chữ Itmi này xuất phát từ đâu ra. Nhưng mà nghe nó cũng kiểu hơi bị chất chơi người rơi nhở. Kiểu nửa Việt nửa ta ấy, nghe buồn cười vậy lìn. Lãng Tử nhà quê như vẫn chưa phát hiện ra là khu vực này của mình bắt đầu có sự tranh chấp rồi. Mì bò xào hai trứng. À ừ rồi, bây giờ tôi mới đọc ra cái tên này các bạn ạ. Mì bò xào hai trứng. Mèo ú á. À là từ thằng mèo ú ra à. À ừ rồi, ok. Rồi chúng ta cũng đảo qua một số khu vực nó nóng nóng hơn một chút nha. Dion hôm nay chọn cho mình khu vực ở dưới hầm. Hầm hôm nay thì hoàn toàn clear rồi. Khu vực hầm thì anh em hay gọi là khu vực ở shelter.
Nhưng mà thực sự thì từ trước đến nay tôi lút ở khu vực hầm này, mặc dù bắn PUBG được đâu đấy khoảng hơn 2 năm nay và đã từng thi đấu rất nhiều giải đấu ở khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á, khu vực châu Âu, và suýt nữa tôi còn đi cả châu Mỹ thi đấu nữa cơ. Nhưng mà tôi chưa giờ tôi lút cái khu vực hầm này, một trong những khu vực mà nó hơi bị loang loang toàn là vằn và nó khiến cho những người trên 30 tuổi tôi dễ bị lạc đường, nên là đây là một cái phương án mà tôi không thích chọn. Đây rồi, Nhím đang tiếp cận vị trí của Dion. Tôi không biết được là Nhím có ý định công xuống dưới khu vực hầm của Dion hay không đây. Còn ở bên trên này, mì bò xào hai trứng đã có mình mạng của lãng từ nhà quê rồi, là một người sinh sau đẻ muộn đến khu vực bên dưới chân của đồi Sabo, nhưng mà mì bò xào hai trứng lại có mình mạng và clear hoàn toàn khu vực bên dưới chân đồi Sabo. Nhím cũng đã đi trên con xe máy và tiếp cận vào trong khu vực bò. Ở đây là vị trí của Rifan Phương 95. Sẽ có tiếng súng nữa được vang lên không? Chắc chắn là đéo rồi. Nhím vẫn đang lựa chọn cho mình một ngôi nhà tốt ở khu vực trong bò, và theo như tôi dự đoán thì rất có thể là Nhím sẽ đẩy vào trong khu vực Yasana và chờ đợi một cái gì đó. Như vậy là Detroit vừa có mình mạng của Tài Con. Nhắc lại với các bạn, You Make Me Cry là vị trí của Tài Con, và có vẻ như sau khi một thời gian nghỉ khá dài lên đến gần nửa năm, Tài Con đã đánh mất đi đôi chân cầm chuột của mình rồi, nằm xuống từ khá sớm khi mà đồng hồ chúng ta mới điểm sang phút thứ 5 của trận đấu mà thôi, khi vẫn còn những 70 player đang vật lộn ở trong khu vực đảo Erengo cơ. Cái IROP đầu tiên của trận đấu, và chúng ta cùng chờ đợi xem cái IROP này là gì nào. Nó rơi rồi. Một khẩu AUG và full đồ cấp 3, khuyến mãi thêm một đồ, một bộ đồ cỏ nữa cơ. Northside là người tiếp cận đầu tiên với cái IROP này. Bên trên là vị trí của Khang Toxic. Có lẽ là tiếng xe cũng thu hút sự chú ý của Khang rồi. Nhưng Khang nghĩ trong đầu là bố mày dí. Cái kho cùng với Cry khóc nhè. Uầy, tắt rất tốt từ vị trí của hai player. Bây giờ sẽ là một quả lửa được ném ra từ vị trí của Hot Vịt, và một quả flash được búp trả lại từ vị trí của Cry. Bây giờ Cry thành một bó đuốc rồi. Lửa đang cháy rất to. Vẫn đủ thời gian để Cry có thể hồi máu trong tình huống giao tranh này. Một quả flash tiếp theo được búp lên từ vị trí của trứng vịt lộn. Không, chính xác hơn là hai quả. Cry không thể hồi máu tình huống này. Hột vịt quyết định đẩy lên trên luôn khi biết Cry đã yếu máu rồi, nhưng không. Có lẽ hòn đá là thứ mà đã cứu Cry trong tình huống giao tranh vừa rồi. Mặc dù là người yếu máu hơn rất nhiều. Và bây giờ Cry đang có mình khu vực nhà này rồi. Bờ medkit rất nhanh đã hồi được cho mình 100% máu. Lại được tặng thêm một con UAT nữa. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì Northside quay trở lại khu vực cây xăng. Ngoan Nhất Xón cũng đang có một tình huống di chuyển đi qua khu bên dưới này, và cách đó không xa là vị trí của bình luận viên Lê Khôi đến từ VETV. Lê Khôi có mình một ngôi nhà nhỏ mà giang hồ hay gọi là nhà tổ chim. Nhà tổ chim. Severus top 13 APAC. Thằng này là thằng đéo nào tôi không biết các bạn ơi. Các bạn có thể cho tôi xin review của thằng này. Tên thật của thằng này là gì vậy? Của Severus à? Bây giờ nhiều player trẻ và nó nhạ, nó lạ quá các bạn ạ. Ốc vô địch, không biết đây có phải là ốc đến từ Rhythm Firestar trong quá khứ hay không, nhưng đang có một tình huống đi xe. Không, sấy như này thì không phải là ốc rồi. Hột lè thần kỳ vừa có mình mạng của Rifan Phương 95. Cùng thời điểm đó thì Northside đã có mình mạng của Khang Toxic rồi. Aleo có một ngôi nhà ở cách khu vực Seveny không xa. Rambo thì vẫn còn sống sót, và có lẽ lượng trang bị của Rambo bây giờ là mượt cứt rồi. Chỉ thiếu những pha giao tranh có thêm số điểm hạ gục nữa mà thôi. Mũ 2, giáp 2. Điều Rambo cần bây giờ có lẽ là một chiếc xe. Và lúc nãy Rambo có dừng xe ở khu cà phê. Seveny vẫn đang ở trong bó. Bây giờ là pha giao tranh của Lê Khôi, nhưng mà VGS Bù đã có mình mạng đầu tiên trong trận đấu đây rồi. Bình luận viên Lê Khôi đến từ VTV tưởng chừng đã có mình một ngôi nhà an toàn để sống sót thêm khoảng 2 đến 3 vòng bò nữa. Nhưng mà Bù đã làm khá tốt cái công việc công nhà của mình. Bây giờ là đến vị trí của Hai Linh. Chúng ta cùng xem Hai Linh sẽ xử lý như thế nào đây. Hai Linh quyết định dừng chiếc xe buggy của mình lại rồi. Và bây giờ sẽ là pha công nhà đến từ vị trí của Hai Linh. Bị bắn vào đít thổi đau quá. Hai Linh đẩy vào trong, phát hiện ra vị trí của Bù. Bây giờ thì Hai Linh lùi ra khu đằng sau. Bù đang săn đuổi, và cuối cùng thì Bù đã có mình một double kill. Mạng thứ hai của Bù trong tình huống này. VGS Bù không phải là một cái tên quá xa lạ trong giải đấu ao làng của chúng ta. Khi mà thống kê chúng ta, Bù đã từng giành được những 3 cái top 1 trong giải đấu ao làng solo rồi. Một ngôi nhà phải nói là khá chết chóc ở khu vực giữa bò. Nhưng mà vị trí của ốc vô địch mới gọi là đẹp này. Ốc vừa có một viên đạn K98 chính xác vào hốc mắt bên trái của mì xào bò hai trứng rồi. Nâng tổng số kill của anh lên hẳn 1. Nhím thì vẫn đang di chuyển trên chiếc xe máy 2 chỗ của mình.
chưa tìm được một bến đỗ nào thực sự là an toàn cả. Nếu như theo cái hướng di chuyển này, Nhím sẽ qua vị trí của top 13 Apex. Đúng như ngoài dự đoán, Nhím đi sang khu vực bên trái và tránh xa vị trí của top 13 Apex rồi. Bên dưới này thì Cry đang xả những viên đạn LR vào vị trí của ai đó, không chính xác hơn là phả vào tường. Còn Sai thì phát hiện ra vị trí của Hú. Chính Hú thì đang xả đạn vào vị trí của Yakuza. Yakuza chỉ còn lại cho mình 6 máu mà thôi. Có lẽ bây giờ Yakuza nên dừng lại để hồi máu đã. Chúng ta cùng xem cái vòng bò thứ hai nào. Vòng bò thứ hai lệch vào khu giữa bản đồ. Nhím thì đang có ý định công vào vị trí của Bu. Có lẽ là muốn trả thù cho Lê Khôi. Mặc dù ở trong game rất ghét nhau, nhưng ở ngoài đời, khi mà sinh hoạt chung cùng một hội bóng, trong cùng một đội bóng mang tên Refund Gaming, thì Nhím cùng với Khôi cũng rất ghét nhau. Và có lẽ là Nhím cũng không có ý định xuống dưới trả thù cho Lê Khôi đến từ VETV đâu. Aleo vừa có cho mình hình như là mạng đầu tiên trong trận đấu này. Đúng rồi, đúng như tôi dự đoán đó là mạng thứ hai. Rambo đã bị xả đạn từ vị trí đằng sau và anh chỉ còn lại cho mình 35 máu mà thôi. Theo cái đà di chuyển này thì Rambo khó có cho mình một cái vị trí để có thể hồi máu. Tôi cũng không tin tưởng vào cái khả năng đi xe của Rambo cho lắm. Những viên đạn của nó sai bắn ra. Ui dồi ôi. Xong, tình anh em chấm dứt từ đây. Mặc dù Bo không còn quá nhiều máu, nhưng thực sự phải nói là những viên đạn vừa rồi của Nhím là khá chính xác. Nhím có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này rồi. Và còn tuyệt vời hơn, đấy là cái mạng đến từ người bạn thân Rambo. Vòng bò này thì khiến cho các player chúng ta bắt đầu phải di chuyển rồi. Cái nhạc kéo gì đấy, giật hết cả mình. Dù mà kẻ mi hún, dù mà kẻ mi hún quyết định là dừng lại ở khu vực chân đồi Sapo. Captain HVH đây rồi, cũng là một player đã từng có cho mình hai cái top 1 trong giải đấu Outland, một cái ở thể thức solo và một cái ở thể thức đua. Tính ra tiền mặt thì anh cũng đã liếm được cho mình khoảng nửa triệu đồng mang về cho gia đình rồi. Bây giờ thì Captain HVH quyết định là dừng ở khu vực chân đồi Sapo để nghe ngóng xem là bước đường di chuyển tiếp theo sẽ như thế nào. Còn đây là mèo Uhitmi. Sau quá nhiều thay đổi về cái name tắc, team tắc của mình, thì bây giờ mèo Ú đang dừng lại hình như là với cái tên team là No 1 thì phải. Huy đẹp trai đang tiếp cận và rất đơn giản với mèo Ú. Có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này. Và tất nhiên rồi, cũng có mình thêm một chút trang bị nữa. Cầm trên tay quả smoke nhưng mà đéo ném. Đúng là lừa người xem mà. 180 viên đạn LR cùng với cốp 6 và một khẩu Berry ở đằng sau. Có lẽ mèo Ú cũng không cần phải nhặt thêm quá nhiều đồ. Dù mà kè mi hún. Phát hiện ra vị trí của bóng rồi. Tiếng xe Dacia ngày một to to hơn. Chúng ta hãy cùng xem dù mà kè mi hún sẽ sấy như thế nào đây. Sấy quá tốt luôn. Bóng vẫn còn cho mình đủ 100 máu. Lên đồi và cười như một con chó thui vậy. Bắn đéo trúng một viên nào. Nọt Sai vừa có mình mạng của Long gà mè Minh rồi. Bù vẫn đang có cho mình một ngôi nhà quá đẹp ở gần như là giữa khu vực tầm bò. Sau khi đã có mình được hai mạng và khu vực nhà này không ai dám công vào cả. Bên trên là vị trí của Nhím. Rồi, nhảy nhót cái đéo gì. À đây rồi, giới thiệu các bạn luôn là dạo này Nhím đang đi học B-boy. Trong cái vlog đi trông dài lên trời, quay trông buồn cười vãi lìn ạ. Trong cái vlog sắp tới thì các bạn sẽ được chứng kiến hai tiết mục. Một là tiết mục B-boy của Nhím biểu diễn ở ngay giữa đường cao tốc ở khu vực Quảng Ninh. Còn hai là... Xin lỗi các bạn, từ tí. Thích checker, bắn thử cái này để xem thấy đường đạn nhỉ. Còn hai là tiết mục battle rap giữa Đinh Văn Thanh Phước Khoa đến từ Cao Lãnh và Thái... Trần Thái Linh đến từ Đê La Thành. Màn battle rap rất căng thẳng ở giữa đường. Vào khoảng lúc 1 giờ sáng. Cái này thì đến khi mà có vlog rồi thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cách nó rõ ràng và kỹ càng hơn. Bây giờ thì Nhím đang có dấu hiệu đẩy lên trên, mà tôi cũng chưa hiểu quả smoke này có ý nghĩa gì trong cuộc sống này. À, để loot đồ. Có lẽ là Nhím cũng đang muốn loot cho mình thêm một chút thôi trang bị gì đó, nhưng mà không, anh bỏ cái ý định này rồi. Đang có tiếng xe và bây giờ là cơ hội để Nhím nâng được tổng số kill của mình lên 2. Nhím sẽ quay trở lại là một người công nhà vệ sinh. Đúng ra cái nhà vệ sinh này là của Nhím mới đúng. Nhưng mà không khó để Nhím có mình được mạng thứ hai trong trận đấu này. Vũ Cà là người vừa nằm xuống dưới họng súng AK-47 của Nhím ngụ. À nhầm, xin lỗi các bạn, Nhím khôn.
Bây giờ thì ngoài những cái biệt danh mà các bạn đã đặt cho Nhím từ ngày xưa đến bây giờ, như Thái Linh Ngu, Thái Linh Khôn, thì Nhím còn có thêm một cái biệt danh nữa, đó là Linh Chĩ. Hứa hẹn đây sẽ là một cái nghệ danh sắp tới ở trong con đường thi đấu b-boy chuyên nghiệp của Linh Chĩ nhà ta. Dion đã có mình một ngôi nhà gần khu Yasana Polyana rồi. Đến thời điểm hiện tại thì Dion cũng chưa có cho mình một mạng nào mới cả. Vẫn chỉ con số 0 mà thôi. Với một khẩu Berry cùng với Red Note ở đằng sau. Có lẽ Dion cũng không vội vàng gì để giao tranh. Mục tiêu của chúng ta trong giải đấu ao làng vẫn là top 1. Nếu như bạn có cho mình được khoảng 10 kill. À đấy, vừa nói xong thì Dion đã có mình mạng đầu tiên trong trận đấu này rồi. Khai súng với khẩu SR. Chúng ta đang nói về cái câu chuyện số kill ở trong giải đấu ao làng solo có ảnh hưởng đến cái việc danh dự và giải thưởng hay không? Tôi xin trả lời với các bạn luôn là đéo. Mặc dù nếu như các bạn có được cho mình đâu đó khoảng chục kill, nhưng các bạn về top 2 thì tất cả vẫn chỉ là con số 0 mà thôi. Đôi khi chúng ta phải sử dụng cái đầu hơn là sử dụng cái đầu. Pino cũng đang di chuyển vào trong khu bo rồi. Khu vực nhà đây đã có vị trí của ốc vô địch cùng với Northside. Sẽ sớm thôi có những pha giao tranh ở vị trí này. Bóng cũng đã nằm xuống với khẩu SR của 29F4 rồi. Pino đang bị sấy nhưng không có viên đạn được chính xác cả. Baji cũng đang đẩy ở khu vực nhà đây. Pino bị đâm xe, tuy nhiên là pha đâm xe vừa rồi của Baji không thành công. Baji chỉ còn lại cho mình nửa máu thôi. Pino quyết định đẩy lên trên, sấy từ vị trí của Pino. Không có viên đạn nào chính xác cả. Baji vẫn còn đó và bây giờ khu vực nhà hẻo lánh ở dưới chân đồi Stapo này bị chia cho 4 người rồi. Pino chiếm được khu vực nhà 3 tầng. Ở nhà bên cạnh thì nó sai chỉ có 2 tầng mà thôi. Còn bên này thì Ba Duy cũng đã hồi máu thành công. Và gần đó là vị trí của ốc vô địch. Tôi cũng chưa để confirm lại cho các bạn là đây có phải là ốc vô địch của ốc vô địch ngày xưa không. Mèo Ú cũng đang giao tranh và không khó đấy. Mèo Ú có mình được mạng thứ hai trong trận đấu này. Khu vực của Mèo Ú hoàn toàn clear rồi. Bây giờ thì Thụy Thật Thà cũng đang thả chiếc xe Dacia. À xin lỗi các bạn, chiếc xe UAT của mình. Rất từ từ như một tên trộm chó cả. Bây giờ thì Thúy Thật Thà sẽ đẩy vào trong. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Thúy cần cho mình một ngôi nhà. Nhưng mà Northside phát hiện ra có tiếng xe và có những cái tiếng lộp bộp di chuyển ở trong khu vực nhà này. Northside nâng được tổng số kill của mình lên 3. Không có gì phải vội vàng cả. Một trong những khu vực nhà rất đẹp ở trong khu bò. Khóc Nhè đang tỏ ra là một người chơi rất fair play khi mà bắn lốp xe của đối phương. Người vừa bị bắn nổ lốp xe là ai đó cũng đéo kịp nhìn. Khác với các player khác thì thích sử dụng đôi chân và đôi tay để vần vô lăng, thì Lòi Le lại thích sử dụng cả cơ thể người của mình, bơi như một nàng tiên cá vậy. Bên trên đang là vị trí của Cry. Nhưng mà Cry cũng không phát hiện ra. À, thằng Lòi Le nó định ra Underdrop. Chúng ta cùng xem cái Underdrop này có gì khiến cho Lòi Le thèm muốn đến vậy các bạn nhá. Tôi đoán là một khẩu ốp này. Đúng như ngoài dự đoán, đó là một khẩu MK14 cùng với ống ngắm 4x. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu full đồ cấp 3. Kido đang xả đạn vào vị trí của ai đó, hình như là 171102. Tôi ghét những cái thằng đặt tên nhiều số như thế này, khiến cho người Carter đọc rất mỏi mồm. Aleo đang vào giao tranh với vị trí của Waza. Một quả flash được búp lên rồi. Chúng ta cùng xem Waza xử lý tình huống nhá. Ui mù gần mẹ rồi. Bố mẹ lại ném lại flash, có làm gì được không? Kéo được rồi. Flash chưa kịp nổ thì Aleo đã có cho mình được mạng của Waza. Gần đây trong những tình huống giao tranh trong các sầm của kênh BC Gaming thường xuyên là tắt nét, khiến cho các player chúng ta rất là khó chịu. Nên là đôi khi thôi thì không được ném nết thì chúng ta quay ra nhặt flash để ném nhau cho bõ tức. Trong tình huống giao tranh vừa rồi, Aleo cùng với Waza đã sử dụng tổng cộng 7 quả flash. Trong khi đó Aleo dẫn trước với tỷ số là 4-3. Anh ném được cho mình 4 quả flash, trong khi đó Waza chỉ ném được 3 quả mà thôi. Trong khi đó một quả chưa kịp nổ đã chết mẹ rồi. Bây giờ thì Captain HVH đang đẩy lên trên, còn bên dưới đang hình như đang có một pha giao tranh gì đó. Không, chính xác hơn là một pha chia đất đến từ vị trí của Achi Chí Phèo cùng với vị trí của Tú Ít Mì. Một người tầng 1, một người tầng 2. Còn Captain thì đang ở khu vực trên đồi. Chúng ta cùng chờ đợi vòng bò tiếp theo nào. Một cái vòng bò lệch sang khu vực bên trái của bản đồ. Mèo Ú vẫn đang ở trong khu vực bò. Có lẽ cũng không cần di chuyển gì nhiều. Captain thì không giáng công xuống khu vực bên dưới rồi. Rất chi là căng thẳng nên là chúng ta hãy chuyển sang nhạc căng thẳng. Rai sẽ phải tính bước đường để di chuyển vào trong khu vực bo. Ở khu vực nhà giữa bo này vẫn chỉ có 9 player mà thôi và vẫn mấy cái tên quen thuộc như thế. Pino với khẩu K98 cùng với ống ngắm 4x. Bên kia là vị trí của Ba Duy cùng với vị trí của ốc vô địch. Ốc không có gì mà vội vàng cả. Ốc có cho mình một chiếc giáp bà. Đây là một điều mà bây giờ tôi mới để ý. Còn nó sai thì sao? Uầy, HME Khóc Nhè đã có mình được mạng của Mipa và nâng tổng số kill mình lên 5. Người đã có số kill lớn nhất
Trong trận đấu chúng ta tính đến thời điểm hiện tại ở phút thứ 19 của trận đấu, 32 player khóc nhè đang rơi vào tầm ngắm rồi. Ở khu vực ngoài xa thì sao? Địt Choi đang lên chiếc xe UAT và di chuyển vào trong khu vực bò. Mà gì có Minh Mạc và Pino ở khu vực nhà giữa bò. Như vậy là Pino đã rời bỏ trận đấu của chúng ta rồi. Và bây giờ thì Địt Choi đã có ý định quay xe một vòng và tiếp tục di chuyển. Không được rồi, chiếc xe này bò hẳn rồi. Có lẽ là vừa rồi ý định của Địt Choi là sẽ lao thật nhanh vào khu vực nhà này, có mình bạn của Ba Duy, sau đấy là lên khu vực tầng 2 giết ốc vô địch và nhảy sang khu bên kia giết Northside. Vừa nói xong thì ốc vô địch giết mẹ nó Địt Choi rồi. Còn Bu thì cũng nằm xuống bởi vị trí của Lý Dương. Như vậy là khu vực nhà bên dưới này đâu nhở, khu nhà nào nhở? À đây, có lẽ là Bu cũng muốn di chuyển và sâu hơn trong khu bò nhưng mà gặp phải những viên đạn mini 14 của Lý Dương, rất khó tiếp cận vào trong khu bò ở thời điểm hiện tại. Ian phát hiện ra vị trí của Fantasy, hai kill rồi. Sau rất nhiều thay đổi về team thì hiện tại thì Ian đang có mình một bến đỗ khá là ổn với cái tên Divide Esports. Divide là một trong những team giàu thành tích, tính đến thời điểm năm 2018 đến bây giờ, Divide đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Danh hiệu như thế nào thì tôi cũng đéo nhớ được nữa tại vì nhiều quá rồi. Và cũng là một trong những team PUBG lâu đời nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, vừa lâu đời lại vừa chuyên nghiệp. Ở đây thì Snake đang có pha giao tranh với vị trí của Ngọc Thắng C07. Snake hơi bị động trong tình huống này, cũng bị bắn khá yếu rồi, hai kill. Và bây giờ Snake còn đang đối diện với tình huống là phải di chuyển vào trong khu bo. Trong khi đó thì Ngọc Thắng C07 đã lên xe và di chuyển rồi. Dion đang bắn những viên đạn từ khu vực trên đồi. Một viên đạn chính xác nữa thôi, Dion đã nâng tổng số kill của mình lên 3. Nhưng mà Dion cũng đang phải di chuyển trong khu bo. Snake có mạng hay không đây? Nếu như có mạng tình huống này thì Snake hoàn toàn có một chiếc xe để có thể di chuyển ở trong khu bo. Dion thấy tiếp vào vị trí Ngọc Thắng C07 nhưng không thành công rồi. Và cái bo đang là khá gần, bên dưới đang là vị trí của 13 áo. 13 áo cũng có tiếp cận được vào trong khu bo rồi. Vòng bo là không quá xấu vị trí của Snake. Và anh có lẽ là cũng không có gì phải vội vàng cả. Có xe để di chuyển trong khu bo nhưng mà di chuyển như thế nào đây? Trên đồi đang là vị trí của mèo ú. Có lẽ chạy qua giữa đây là hợp lý nhất này. Snake biết là khu vực bên trái có người. Mèo ú cũng đang cố dình vị trí của Tiger ở đằng sau. Thôi rồi, Snake sau một viên đạn của Dion thì chết ở ngoài outside play zone. Captain đang quyết định là phải công nhà trong tình huống này. Sấy chưa tốt đến từ vị trí của Captain. Hai lần sấy liên tiếp và Captain không cấu được một tí máu của đối phương cả. Bây giờ thì Captain đang rơi ở tình huống 1v2, sấy được vào đầu đối phương rồi. Bên dưới không được rồi. 1v2 vẫn đang là một tình huống quá khó ở trong những thể thức solo như thế này. Tú vẫn đang kiểm soát tốt ở khu vực dưới tầng 1, còn Chí Phèo thì vẫn đang ngồi trên đầu của Tú. Nhưng mà hai player này của chúng ta phải di chuyển sớm thôi. Bây giờ Tú quyết định công lên khơi trên khu tầng 2, chúng ta cùng xem Tú sẽ làm gì nào. Úi xồi ôi, Tú không bắn vào đầu đối phương, Tú quyết định nhằm vào hai hòn giái của đối phương và bắn. Chỉ mất đi cho mình khoảng 60 máu thôi. Tú đã có bình mạng thứ hai trong trận đấu này và Chí Phèo là người nằm xuống trong pha công nhà vừa rồi. Bây giờ thì Aleo phát hiện ra vị trí của 171102. Mẹ mày đặt tên để nhiều số thế nhở? Lần sau để 1-2 số rồi tôn trọng người Cutter tí đi. Những tình huống xử lý như thế này thì Aleo quá kinh nghiệm rồi. Dion có mình mạng của 13. Nhưng mà ngay sau đó thì mèo ú có mình mạng của Dion. Trận đấu chúng ta quay trở lại với 13 player. Khi mà Lý Dương cũng đã nằm xuống bởi một thành viên của Cerberus rồi. Hình như là ba siêu đấy nhưng tôi nhớ không nhầm. Ui kéo chết các bạn ạ. Tôi đang tự hỏi đây có phải là Aleo hay không đây. Có phải là một Aleo của Divide Esports hay không đây? Hay là một Aleo phà kè? Họ vừa có mình mạng của Trung Khùng rồi và bây giờ chỉ còn lại 12 player mà thôi. Mặc lè có mình mạng của Tú Ít Mì, đồng nghĩa việc có mình một chiếc xe để chia vào trong khu bò. Aleo có xe rồi nên là không có gì vội vàng cả. Thò phát hiện ra vị trí của Aleo, thấy khá tốt với khẩu Berry với cả X3. Thò nằm xuống rồi. Aleo có cho mình được 4 kill và bây giờ lên xe và chạy vào trong khu bò. Đằng sau là những viên đạn bắn ra từ vị trí hình như là của Basil. Bây giờ khu vực giữa nhà chỉ còn lại 4 player mà thôi. Basil đang bê uầy di chuyển vào trong khu bò khi mà anh không có xe. Ở đầu bên này thì Mắc Lè cũng vậy. Mắc Lè chỉ còn lại cho mình khoảng nửa máu mà thôi. Và có lẽ là khu vực ở giữa bò này sẽ là khu vực căng thẳng nhất. Khi mà vòng bo chúng ta sẽ bo vào khu vực giữa, chắc chắn là như vậy rồi.
Đúng như ngoại dự đoán, vòng bóng lệch sang khu bên phải và bên dưới đây chúng ta vẫn có vị trí của Vitor. Vitor phát hiện ra vị trí hình như là của Chín Hú. Chín Hú cũng đã có mình một hòn đá rồi. Rất căng thẳng luôn. Một khẩu M24 cùng với ba cao su. Ui rồi ôi, ông cầm khẩu ba khẩu M24 ông cầm theo 100 viên đạn cho nó cẩn thận này. Sợ thực sự. Bây giờ thì Vitor quyết định là di chuyển sang khu bên phải, một sự di chuyển tôi đánh giá là thông minh. Nhưng mà Chín Hú phát hiện ra vị trí của Vitor rồi. Vitor lại quay ngược lại. Vitor không biết bị bắn ở đâu cả. Vitor bối rối. Vitor tìm được gốc cây. Vitor lại quay lại. Vitor lại bị bắn. Vitor không biết đâu cả. Vitor ném sâm mốc. Vitor nhảy như một con ếch vậy. Vitor mất nửa máu rồi. Vitor vẫn chưa biết làm gì. Ôi thôi, Vitor chết mẹ rồi. Mạng thuộc về Mèo Ú. 7 kill rồi. Mèo Ú đang có cơ hội rất lớn, có thể lựa chọn cho mình một combo Missy Food hoặc là 50 đô tiền tươi thóc thật. Vị trí của Mèo Ú hiện tại là rất đẹp và tôi tin với kinh nghiệm của Mèo Ú sẽ xử lý được tốt trong cái tình huống bò cuối cùng này. 7 player mà thôi. Northside cũng đang chứng tỏ mình không phải là một tay mơ. 4 kill rồi. Thằng này cũng của Cerberus à? Thế thằng này là thằng nào? Ui, mẹ em táp kìa. Như tôi hồi trẻ vậy. 6 player phút thứ 25 một trận đấu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều bất ngờ gì sẽ xảy ra. Gaming X3G, ốc vô địch đến từ quá khứ của Redmi 5 Star. Mèo Ú đến từ tên team mới mang tên No One. Còn bên này thì Cerberus với một cái tên tôi đéo biết nó là thằng nào. À bên kia còn có một thằng của Cerberus nữa. Chín Hú cũng đã lên xe để di chuyển rồi. Ốc táp không được tốt, cũng không trách được tại vì Chín Hú Dacia di chuyển nhanh quá. Bây giờ lại đến Mèo Ú, không có viên đạn nào chính xác cả. Tô 13 Park cũng đã di chuyển được vào trong khu bò và anh cũng không chọn cho mình vị trí ở trong nhà. Bây giờ câu chuyện sẽ là 4 player ở trong tay chúng ta di chuyển như thế nào đây. Top 1 Apex của chúng ta bị ngã xe chết rồi. Một tình huống di chuyển hơi nghiệp dư một chút. Và bây giờ là Mèo Ú. Mèo Ú đã nằm xuống rồi thưa quý vị và các bạn. Và hiện tại chỉ còn lại 4 player mà thôi. Một pha bắn quá tốt của Northside. Không có một player nào đang ở trong khu vực bo cả. Xin nhắc lại với các bạn, tất cả 4 player chúng ta đều outside, ngoài khỏi khu vực bo. Trước mặt thì đang có khoảng 7 cái gốc cây để các player chúng ta có thể chia nhau ra mà đứng. Câu chuyện bây giờ sẽ là ai di chuyển vào trong bo trước mà thôi. Thôi xong rồi. Quá cố gắng để di chuyển vào trong khu bo và bây giờ thì Northside đẩy ra ngoài. Những quả sấm mốc dần dần được ném ra. Tôi sẽ tắt X-ray đi trong những tình huống cuối cùng như thế này. Nhưng mà tôi tắt đi tôi đéo nhìn thấy gì cả nên tôi lại bật lên. 7 quả sấm mốc được ném ra rồi. Bên kia ốc ném thêm 3 quả nữa, nâng tổng số sơ mốc của chúng ta lên 10 quả. 3 player mà thôi. 3 phải không nhỉ? Đúng rồi, 3 player thôi. Ui, quả C4 nổ to quá. Giật hết cả mình. Bây giờ thì Ba Di quyết định là di chuyển sang khu bên phải. Northside Boy vẫn còn cho mình khá nhiều sơ mốc. 3 quả nữa cơ. Ốc vô địch đã di chuyển ra ngoài. Không biết là Northside Boy có phát hiện ra hay không đây. Ốc chạy ra và phát hiện ra vị trí của Northside rồi. Nhưng Northside nằm xuống bởi vị trí của Ba Di. Bây giờ chỉ còn lại vị trí của ông vô địch cùng với Ba Duy vào thôi. Một pha 1v1. Ông vô địch phát hiện ra vị trí của đối phương. Cấu được khoảng 2/3 máu của Ba Duy rồi. Bây giờ là thời gian để Ba Duy có thể hồi máu. Một quả flash đã bung ra và có lẽ là ông vô địch sẽ di chuyển sang khu bên phải để có mình một gốc cây cầu thụ không. Ui, anh lại tự flash chính mình luôn. Nâng độ khó của game lên rất cao. Những quả flash cuối những quả sấm cuối cùng được ông vô địch ném ra. Bây giờ Ba Duy đẩy lên. Ba Duy phát hiện ra vị trí của ông rồi nhưng chỉ cấu được nửa máu thôi. Bây giờ là đến màn trả đam của ốc. Ốc nằm xuống rồi. Sấm mốc đang rất dày đặc, một quả lửa ném ra. Ông có bị cháy không đây? Ông kéo cháy một tí nào. Ba Duy đẩy lên trên và cuối cùng thì top 1 dành cho Ba Duy. Gaming X là một trong những team được thành lập từ thời đầu của PUBG. Và đến tận thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên một thành viên của Gaming X có mình cái top 1 trong giải đấu ao làng. Đừng bao giờ khinh thường Gaming X các bạn nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.